một chiếc Mercedes-Benz C300. Rất là lạ lẫm khi em phát biểu đó là chiếc C300, thì thường thường em chỉ bán là C180, C200, C240 và C230. Và đặc biệt trong ngày hôm nay về được một em C300 cực kỳ là uy lực và khỏe. Đó, C300 sản xuất năm 2009. Rất là đẹp. Thì xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ lên sóng giới thiệu một em C300 mới về. Một chiếc xe siêu khỏe anh chị nhá. Một chiếc xe cực kỳ là khỏe luôn. Mà anh chị nào thích tốc độ, mà thích vượt ấy, thì chơi con này nó là hết bài với tầm tiền phổ thông. Đó, thì nếu mà đây lần đầu tiên mà anh chị theo dõi và đến được với kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất thì hãy cho em một nút đăng ký kênh nhé, và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày trong ngày tháng. Và đồng thời là bên em có nhận trao đổi mua bán tất cả các loại xe có giá từ 100 cho đến 400 triệu đồng. Đấy, anh chị nào đang muốn bán hoặc muốn đổi những cái mẫu xe có tại cửa hàng bên em thì cứ alo cho em theo số điện thoại trên nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cái mẫu xe Mercedes-Benz C300 này. Đó. Đây là một chiếc xe với khối động cơ siêu khỏe 3.0 V6 số tự động và hộp số 7G Trolic, hộp số 7 cấp. Với cái hộp số 7G Trolic này, em đi cái mẫu Mercedes C230 cũng sử dụng động cơ 2.5 mà hộp số 7G Trolic ấy, nó đã khỏe, cực khỏe rồi. Mà hôm nay được trải nghiệm một em đấy, mua về cửa hàng và đã trải nghiệm trên cái cung đường cao tốc, nó siêu khỏe anh chị ạ. Động cơ 3.0 nó đi nó sướng hơn cái dòng C230 rất là nhiều luôn. Không hổ danh là C300. Và chiếc xe này thì với form dáng W204 cùng form với những cái mẹt C200 và C230 cùng đời. Đấy, và có thay đổi một vài chi tiết anh chị nhá. Đặc biệt là cái động cơ và cái bộ mâm. Bộ mâm là bộ mâm 5 chấu cực khỏe luôn. Sơn xi màu đen. Đấy, thì chiếc này là tên công ty xuất hóa đơn của nước ngoài. Thì công ty biển 14LD này là công ty liên doanh Việt Nam và một công ty nước ngoài nhé. Xe chuyên chỉ để chở những cái cán bộ trong công ty đi. Đấy, order mới hơn chục vạn một chút thôi. Tí em sẽ quay vào phần đồng hồ cho anh chị xem. Và xe bên em là bao zin, bao trên văn bản cam kết một điều là không tai nạn, không đâm va, không ngập nước. Đấy, nếu có tặng luôn xe anh chị nhá. Nếu có tai nạn, có đâm va, có ngập nước thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm luôn. Về từ trên video và trên văn bản lời nói luôn anh chị nhá. Đây, form dáng của em C300 này rất là đẹp, căng cặng luôn. Đấy, và cái dòng Mercedes này như những con xe mà em đang bán thì tôn vỏ của dòng này cách âm thì nó cực tốt, bởi vì tôn của dòng xe Đức này nó rất là dày. Nó dày cực kỳ luôn nhá. Và cái khối động cơ 3.0 thì ống xả nhé, hai ống xả này. Đấy, rất là khỏe luôn. Thì xe tên công ty xuất hóa đơn, ra tên tư nhân toàn quốc. Anh chị nào mà kết thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang Ô Tô Chất anh chị nhé. Xe trang bị một dàn nốt Michelin còn khoảng 90%. Về thoải mái đi, không dám vào đinh là được. Đấy, xi nhan gương lưỡi rắn này rất là đẹp luôn này. Sơn xi cũng rất là đẹp, xước xác hầu như là không có luôn, kể cả những vết xước răm. Phần đầu xe thì trang bị anh chị nhá, trang bị đèn bi xê lông, đèn pha là đèn pha thâm nguyên bản theo xe, mặt ga lăng hay lưới tản nhiệt biểu tượng, khoảng cảm biến khoảng cách trước và sau đầy đủ. Đấy, có cả trang bị rửa đèn. Đấy, những cái lưới tản nhiệt này anh chị nhìn nhá, nguyên vẹn luôn, không gãy, vì xe không có tai nạn đâm va gì mà. Cảm biến của cách trước này, rửa đèn này. Đấy, đèn bi xi lông này. Đèn pha này nó màu như này nhá, pha thâm. Đó, mặt ga lăng biểu tượng. Ok, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Và chiếc xe này đang được BMW chào bán với mức giá rất là hợp lý cho chiếc C300 sản xuất năm 2009 này. Với giá là 375 triệu đồng. 375 triệu đồng chiếc C300 này anh chị nhá. C230 em đi là nó đã quá là ưng ý rồi, vì độ khỏe và thích vượt là vượt. Mà em trải nghiệm cái con C300 này lại càng sướng hơn. Những cái đường mạ chrome chạy quanh khung kính.
và những được nẹp mạ chrome này. Đây các bác nhìn này. Đấy, chạy quanh xe nó tạo lên một cái điểm nhấn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp cho con xe luôn anh chị nhá. La răng đúc thì xe có trang bị những cái thứ cần thiết, ví dụ như phanh khẩn BA, phanh ABS 4 bánh, cân bằng điện tử. Đấy. Cảm biến áp suất lốp và cảm biến nhiệt độ ngoài trời, cảm biến ánh sáng, cảm biến cả mưa. Đầy đủ hết. Bây giờ sẽ đi vào phần nội thất cho anh em cùng tham khảo nhé, chiêm ngưỡng em C300 này nhé. Thì nếu mà thay đổi trong phần nội thất này của mẫu C300 thì đầu tiên đó là hai ghế trước là chỉnh điện và nhớ ghế ba vị trí ghế. Đấy, bên này và bên kia chị nhé. Đấy, xe này có bơm lưng này, bơm mông, bơm ghế. Đấy, C230 thì sẽ không có và C200 sẽ không có đâu anh chị nhé. Ghế da nguyên bản theo xe, ghế da bò nhá. Đây chị à, ghế da bò nguyên bản theo xe luôn. Nội thất đen rất là đẹp luôn này. Những cái phím bấm của nó còn nguyên anh chị nhá, không có bong chóc gì cả. Đây, hơi bong chóc một chút thôi đây này. Cốp mở điện đây anh chị nhá, bấm vào 2 giây. Đấy, em nó tự mở lên. Em sẽ giới thiệu phần cốp sau. Và phần nội thất của xe thì sẽ bây giờ sẽ đi vào từng chi tiết một nhá. Đấy, tất cả các đèn hiện lên này đề lỗ là order 12 vạn, đang báo một cái lỗi là hết xăng. Lỗi này chúng ta có thể đổ 300.000 vào thì cái lỗi này sẽ hết, mà chúng ta đi khoảng 300 cây thì nó lại hiện. Có nghĩa là chỉ cần có xăng là nó sẽ không hiện cái đèn vàng này lên thôi. Âm thanh của cái dòng C300 này thì nó là đẳng cấp rồi. Thôi, cái này không bàn về nhiều về âm thanh. Nếu mà bàn về âm thanh của mẹ thì nó tốn thời gian lắm, bởi vì là nó nghe nó âm thanh của mẹ nó là chất rồi. Đấy, ghế điện, nhớ ghế ba vị trí ghế, tổng lưng hạ kính chỉnh điện, đấy, gương kính chỉnh điện, cụp xe, ok đầy đủ luôn. Và xe trang bị ESP cân bằng điện tử này, đóng mở rèm này. Đấy, có nhìn nhá. Đây là cắt cảm biến trước sau. Điều hòa của em nó này hai luồng điều hòa độc lập riêng biệt hai bên. Đấy, chế độ rảnh tay trên vô lăng đầy đủ, xe trang bị 6 túi khí an toàn. Đấy, cruise control ga tự động ở đây, gạt mưa. Đấy, đèn pha auto tự động đây. A này. Đấy, anh chị nhìn nhá. Đó. À, bật auto nhá. Lên luôn. Rất là nét. Nếu mà đến anh chị mà đến với kênh mua bán ô tô cũ, ô tô chất này thì sẽ không làm anh chị thất vọng với tất cả những cái mẫu xe mà bên em mua về. Bởi vì là chọn được một chiếc xe chất và để bán phục vụ cái khách hàng ấy nó rất là khó và mất thời gian. Cực kỳ mất thời gian anh chị nhá. Chế độ sport thể thao này. Đấy, ấn vào đây nhá. C thành S này. S là lên sport này. Đấy, S đấy. C này. Vô lăng chỉnh điện. Đây, để cho anh chị xem. Vô lăng này. Vô lăng điện nhá. Đấy. Rất là mượt mà luôn. Ghế con này được cái bộ ghế rất là đẹp luôn này. Đấy, tất cả những hệ thống điện trên xe hoạt động rất là mượt mà luôn. Nội thất đằng sau nhá. Thì xe order 12 vạn và đã lắp nó sàn sạch sẽ, táp lô táp ly, rèm che nắng của em nó này. Đây chị nhá. Đấy, rèm che nắng đầy đủ này. Táp ni rất là đẹp luôn, táp ni da anh chị nhá. Táp ni da. Cốp sau đây. Đồ nghề. Kích lốp. Ok luôn. Lốp dự phòng. Đấy. Form dáng cực kỳ đẹp và liền lạc. Và với cửa tiền 375 triệu đồng rất là dễ để xử lý và sử dụng, sở hữu cái chiếc C300 này. Đấy, 2009, form dáng rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Và đi thì rất là sướng thôi.
Cái dòng này đi thì không có gì để phải bàn đâu. Máy zin order 12 vạn và có cam kết trên cho anh chị trên văn bản là không tai nạn đâm va và ngập nước. Đấy, quả máy rất là sáng luôn, anh chị nhìn này. Máy lổ rất là êm nhá. Rất là êm ái luôn. Đấy, không gầm, không sườn. Nói chung là cái chiếc này về anh chị chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Đấy, có thể là hỗ trợ cho anh 1 triệu tiền xăng. Đầy bình xăng luôn. Đấy. Nói chung là con máy con này nó sáng lắm. Nó cực sáng luôn, nó sáng từng cái lốc có sáng đi anh chị ạ. Không rỉ dầu, không tiếng động lạ, không lỗi, máy gầm cực chất luôn, máy số zin nguyên bản theo xe. Đó. Rồi, anh chị nào mà quan tâm đến mẫu mẹc C300 này thì anh sẽ alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Di Quang ô tô chất anh chị nhá. Giá 375 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em. Và đồng thời anh chị nào muốn đổi những cái mẫu xe mà mình đang sử dụng ấy, muốn trải nghiệm những cái dòng xe mới thì có thể là nhắn qua Zalo cho em. Nhận kèo đổi xe toàn quốc anh chị nhá. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn theo những video lần sau nhé.